ly cà phê mình vừa mới order. Vừa mới order ly cà phê ở trong tiệm mẹ. Ở bên có cái bánh này. Trang trí đẹp không? Ở trên ly cà phê có cái bánh. Đó, đây là tiệm cà phê. Đó, tên nè. Đó, cái tên. Đây là mò. Đó, ở phía sau cái mò, sau lưng mình. Đó, ở đây là cái xe nhúng cho con nít chơi. Đó, đẹp không? Rất là vắng lặng. Đây là một cái mò khá là vắng lặng, không có ai hết, không có một bóng người. Hello mọi người. Alo mọi người, mình đang ở tiệm cà phê của mẹ. Đây là tiệm cà phê của mẹ. Tiệm cà phê của mẹ. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Đây là cái tiệm làm cái xe thú nhúng. Ở cái mall này âm u tối này, không biết cái quầy gì hết. Đó, đây là cái tiệm làm chân mày. Vắng hoe, không có ai. Khách khứa nhỉ. Rồi. Mình mua được ly. Vừa mới mua được ly cà phê. Tiệm cà phê cũng bắt mày. Không biết mở làm gì mà không có ai. Đây là tiệm in. Đó, cái tường người ta trang trí cái tường đẹp. Trang trí đẹp dễ sợ mà không có ai hết trơn. Trang trí chi cho đẹp rồi không có bóng hoa, không có người, không có bóng người. Đây là cái trạm của ở đây người ta đang dọn dẹp, lau chùi, dọn dẹp. Có người đang chơi đàn. Ta đi. Ở đây vắng vẻ. Còn không có đường đi lại. Tiệm may may đồ nè. Tiệm may đồ nè. May chút xíu à. May mặc. Rồi.
tóc bù xù quá hôm nay. Hôm nay đầu tóc hơi bù xù. Bù xù. Đằng sau có một anh đẹp trai. We'll be right back.